Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách cho tài khoá 2020 với tổng giá trị lên tới hơn 100.000 tỷ yên, tương đương hơn 940 tỷ đô la Mỹ. Đây là khoản ngân sách lớn nhất từ trước tới nay ở Nhật Bản. Khoản ngân sách cho tài khoá bắt đầu vào tháng 4 tới này sẽ bao gồm hơn 5.000 tỷ yên cho chi phí quốc phòng, cùng hơn 1.700 tỷ yên cho gói biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, vốn đang gặp nhiều khó khăn do việc tăng thuế tiêu dùng hồi năm ngoái. Tuy nhiên, gói ngân sách mới không có phần chi cho các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 vì đã bị Ủy ban Ngân sách Hạ viện phủ quyết từ trước đó. Hiện nền kinh tế Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ suy thoái khi chỉ số GDP thực tế của nước này trong quý 4 năm 2019 giảm tới 6,3% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu tình trạng này tiếp tục duy trì trong quý 1 năm nay, Nhật Bản có khả năng rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật.